Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Jennifer Phạm chia sẻ cả gia đình cô thấy hài hước vì bé nấm mới 13 tháng tuổi đã suốt ngày lấy đồ trang điểm của mẹ quẹt quẹt lên mặt. Cô nhóc cũng thích chọn đồ điệu đà mỗi khi ra ngoài cùng cả nhà. Nấm giờ đã biết chạy nhảy khắp nhà và hát hò cả ngày, nhưng Jennifer Phạm không hiểu con hát tiếng gì. Cô bé mới nói sỏi được vài từ nhưng cứ ê a suốt bé nấm là trái ngọt thứ ba trong cuộc hôn nhân của Hoa hậu Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải. Cô bé tên thật là Phương Bình, chào đời tháng 1 năm 2020. Jennifer Phạm hay bị trêu là đẻ thuê vì các con đều giống bố nhiều hơn giống mẹ. Bé nấm càng lớn càng đáng yêu với đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bỉnh. Cô bé thích những bộ váy rực rỡ, kiểu dáng điệu đà và được phối với nơ buộc tóc cùng tông là em út nên bé nắm được cả nhà hết mực cưng triều nhường nhịn jennifer phạm cho biết chồng cô rất thích nhà đông con và thậm chí còn muốn có thêm em bé jennifer phạm nhận xét bé nắm lúc thì trông giống bố nhưng có lúc lại rất giống bà ngoại trong khi đó nhiều người lại cho rằng bé giống chị na cùng là chị em gái nhưng chị na có vẻ cá tính mạnh mẽ hơn em nắm từ nhỏ na cũng được mẹ cho ăn mặc điệu đà nhưng lại thích những trò hiếu động các con còn nhỏ cộng với đời sống showbiz bị hạn chế vì dịch Covid-19 khiến Jennifer Phạm ở nhà nhiều hơn để chăm sóc gia đình. Cô hạnh phúc vì có ông xã đỡ đần và động viên tinh thần. Gia đình doanh nhân Đức Hải, Jennifer Phạm quay quần bên gia đình em trai dịp Tết nguyên đáng. Bảo Nam, con trai riêng của Hoa hậu hiện ở Mỹ với ông bà ngoại. Nguyên An